Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành với kênh ô tô 360 trong thời gian vừa qua. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một sản phẩm, đó chính là chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng D, đó chính là chiếc xe Mazda 6 phiên bản Premium. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được 3.900.000 km rồi. Thưa quý vị và các bạn, ở cái phân khúc hạng D thì chiếc xe Mazda 6 này đã được trang bị là full option rồi, đầy đủ tất cả các đồ rồi, ví dụ như là khóa thông minh, đèn nổ start top, ghế da và là ghế chỉnh điện, cửa sổ nóc, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Và động cơ của chiếc xe này là Mazda cũng đã trang bị lên là cái động cơ 2.0 lít và là động cơ xăng. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 6 2.0 2017 này ạ. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và biển số cũng tương đối là đẹp đấy ạ. Và chiếc xe đã lăn bánh được 3.900.000 km rồi. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 735 triệu đồng ạ. Và chúng tôi có thể hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi, vay tối đa với 70% giá trị của xe. Vành lốp tất cả còn rất là đẹp thưa với quý vị và các bạn. Đây là cái phần nội thất của chiếc xe. Nội thất còn rất là mới vì ở cái phân khúc hạng D, cho nên là phần lớn những chủ xe mà đã sở hữu những chiếc xe ở cái phân khúc hạng D dòng cao cấp này thì là chủ xe đi rất giữ gìn ạ. Vâng, thưa với quý vị và bạn, đây là cái đồng hồ công tơ mét của xe đây ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 3.900.000 rồi. Chiếc xe đã lăn bánh được 3.900.000 rồi và option thì tương đối là đầy đủ rồi. Sang số thể thao trên vô lăng, các phím điều khiển trên vô lăng bọc da và vô lăng và cần số còn rất là đẹp ạ. Nội thất da cao cấp, ghế lái và ghế phụ đều là ghế chỉnh điện rồi. Cả hai ghế trước là ghế chỉnh điện, cửa sổ nóc đầy đủ hết rồi. Tất cả nội thất này còn rất là đẹp. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản ạ, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Và chiếc xe thì rất là đẹp. Vậy nếu quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 6 2017 này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 6 2.0 Premium. Nếu như quý vị và các bạn qua thì quý vị và bạn có thể liên hệ trước với số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Chiếc xe này tất cả còn rất đẹp, cả ngoại thất, nội thất, tất cả còn rất là đẹp. Đây là cái phần nội thất ở hàng ghế phía sau đây ạ. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Vì chiếc xe mới có lăn bánh được 3.900.000 km thôi sau 3 năm sử dụng và bình quân là mỗi năm sử dụng chủ xe chạy hơn 10.000 km. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Vậy nếu quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 6 2.0 Premium, mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 6 2.0 Premium 2017 này, mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 6 này ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 735 triệu đồng. Vâng, chỉ với 735 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng D này ạ. Và nếu như quý vị và các bạn chưa thu xếp đủ tài chính thì chúng tôi có thể hỗ trợ làm trả góp cho quý vị và các bạn. Thủ tục thì rất là nhanh gọn và chúng tôi có thể làm thủ tục cho quý vị các bạn từ 3 đến 5 ngày thì quý vị các bạn đã được nhận xe đi rồi. Và vay tối đa với 70% giá trị của xe trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.